Thưa quý vị, tại Bà Rịa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức diễn báo cáo với Hội đồng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao về chương trình tham gia hội diễn tiếng hát miền Đông lần thứ 20 năm 2022, được tổ chức 2 năm một lần. Hội diễn tiếng hát miền Đông năm 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 tại tỉnh Tây Ninh. Ngoài sự tham gia của các tỉnh thành Đông Nam Bộ, còn có thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Bà Rịa Vũng Tàu vươn tới tương lai, các nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn 6 tiết mục ca múa. Các tiết mục khắc họa đất và người Bà Rịa Vũng Tàu với khát vọng vươn tầm ra biển lớn,